đồng thời dùng tài xem tướng số lừa được gần 270 tỷ đồng. Sử phạt người phụ nữ có chồng họp tình ủy, đỗ ô tô nơi đặt bảng cấm. Hội đồng Anh lên tiếng về việc cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ IELTS và APTIS. Ninh Thuận cử công an ra Hà Nội gặp nữ du khách bị đánh ở Bái Kinh. Hải Phòng mở cửa đón nhân dân xem lễ hội Hoa Phượng Đỏ từ 18 giờ ngày 11 tháng 5. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những năm gần đây, liên tục xuất hiện các đối tượng tự cho mình là cô, là cậu, là thầy, rồi tự tung tự tác, thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Phải kể đến vụ việc, một người phụ nữ 44 tuổi ở thành phố Nam Định thông qua việc xem tướng số, tạo mối quan hệ với nhiều người, dụ họ góp vốn đầu tư với số tiền lớn rồi bỏ trốn. Ngày 11 tháng 5, thông tin từ công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Ninh, 44 tuổi, trú tại số 18 đường Nguyễn Mậu Tài, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an tỉnh Nam Định nhận được đơn tố giác của 7 công dân ở tỉnh Nam Định và tỉnh Yên Bái, tố cáo Ninh lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 128 tỷ đồng của họ và họ không liên lạc được và cũng không biết người này đang ở đâu. Điều tra xác minh, bước đầu cảnh sát hình sự Nam Định xác định Ninh thường xuyên đi lễ chùa hay xem tướng đoán số mệnh cho nhiều người để tạo mối quan hệ. Trong 3 năm từ 2018 đến 2020, người này chung vốn kinh doanh bất động sản, thua lỗ, mắc nợ, mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, Ninh nổ với người thân quen, bản thân đang cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh bất động sản, xăng dầu, đầu tư mua cổ phần của các dự án thủy điện tại Sơn La, Khánh Hòa để kêu gọi họ góp vốn. Khi nhận được tiền góp, Ninh dùng tiền của những người thân quen trên đầu tư một phần vào bất động sản, còn lại dùng để trả nợ gốc lãi cho người khác. Khi không thể vay được thêm tiền của ai nữa, Ninh cắt mọi liên lạc, rời Nam Định, trốn vào quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bị cảnh sát hình sự đến từ quê nhà Nam Định, phối hợp với công an quận 4 bắt giữ tại đây. Tại cơ quan điều tra, Ninh Khai đã vay tiền và kêu gọi tổng cộng 19 người góp tiền đầu tư kinh doanh với tổng số tiền trên 268 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán. Hoạt động mê tín dị đoan đâu đó vẫn đang tồn tại trong cuộc sống. Việc đặt niềm tin mù quáng vào những điều mơ hồ, không có thật là đi ngược với quy luật tự nhiên, không hề có căn cứ khoa học. Mê tín dị đoan gây ra những hậu quả xấu về sức khỏe, tiền bạc, thời gian, và nghiêm trọng hơn cả là tính mạng cho cá nhân, gia đình và những người xung quanh. Quay trở lại với vụ việc, liệu đối tượng Bùi Thí Ninh sẽ đối diện với bản án nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất. Ngày 11 tháng 5, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tham mưu về việc xử phạt bà NTN trú tại thành phố Phan Thiết về lỗi đỗ xe sai quy định. Đáng chú ý, khi bị đập biên bản vi phạm vì đỗ ô tô nơi có bảng cấm ở thành phố Phan Thiết, nữ giám đốc một công ty du lịch tại Bình Thuận, nhiều lần nói chờ chồng họp tỉnh ủy ra xử lý, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cụ thể vào chiều mùng 10 tháng 5, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Phan Thiết trên đường tuần tra đã phát hiện một ô tô đỗ trên đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, nơi có bảng cấm. Khi các chiến sĩ cảnh sát đang lập biên bản vi phạm, một phụ nữ đi đến nhận là chủ xe này và cầu nhau với lực lượng chức năng người phụ nữ cho rằng biển báo cấm đỗ xe bị khuất tầm nhìn nên bà không thấy. Đồng thời xin bỏ qua lỗi vi phạm vì đỗ xe nơi này lần đầu. Khi cảnh sát giải thích tiến hành lập biên bản, người phụ nữ này hai lần nói có chồng họp bên tình ủy, rồi bảo cơ quan chức năng cứ cẩu xe về để chồng bà xử lý sau. Trong đoạn clip, người phụ nữ này còn đề nghị lực lượng cảnh sát phải canh nhiều ngày trên tuyến đường này để xử phạt những trường hợp đậu xe tương tự bà. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự vẫn lập biên bản vi phạm hành chính và cuối cùng người phụ nữ này đã ký vào biên bản. Những hình ảnh nêu trên đã được người đi đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Clip này đã thu hút được sự chú ý của dư luận với nhiều lượt bình luận chia sẻ. Được biết người phụ nữ trong clip là bà NTN, giám đốc một công ty du lịch tại Bình Thuận liên quan đến sự việc kết quả thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Brystik Canso Việt Nam Hội đồng Anh được công bố vượt qua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty trách nhiệm hữu hạn Brystik Canso Việt Nam Hội đồng Anh khẳng định tất cả các kỳ thi IELTS và Aptis do đơn vị này tổ chức tại Việt Nam vẫn đảm bảo chất lượng tuân thủ đầy đủ quy định về tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng thống nhất trên toàn cầu. Trước đó, ngày 9 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông báo về giá trị sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ được cấp bởi các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo như nội dung công văn số 889 QLCL QLVBCC ngày 9 tháng 6 năm 2023 và công văn số 999 QLCL QLVBCC ngày 15 tháng 6 năm 2023. Trong đó nêu rõ, năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng đã ban hành công văn số 889 QLCL QLVBCC ngày 9 tháng 6 năm 2023 về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và công văn số 999 QLCL QLVBCC ngày 15 tháng 6 năm 2023 về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Như vậy các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ. Do đó, tất cả những chứng chỉ IELTS và Aptis được công ty trách nhiệm hữu hạn British Council Việt Nam cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập, làm việc trong nước và quốc tế cũng như nhập cư ở nước ngoài. Đơn vị này khẳng định Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn British Consul Việt Nam, Hội đồng Anh, đã liên kết tổ chức thi cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc. Trong đó, giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 9 tháng 9 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn British Consul Việt Nam đã thực hiện liên kết tổ chức 343 đợt thi cho 34.789 thí sinh và cấp 31.871 chứng chỉ tiếng Anh Aptis, tổ chức 392 đợt thi IELTS trên giấy, cấp 33.196 chứng chỉ và 589 đợt thi IELTS trên máy tính, cấp 11.149 chứng chỉ. Tổng cộng 76.216 chứng chỉ tiếng Anh, bao gồm Aptis và IELTS, đã được Hội đồng Anh cấp trong giai đoạn này. Đến giai đoạn từ ngày 10 tháng 9 đến trước ngày công ty trách nhiệm hữu hạn British Council Việt Nam, Hội đồng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh. Đơn vị này tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp 6.046 chứng chỉ Aptis đến trước ngày 10 tháng 11 và 8.219 chứng chỉ IELTS đến trước ngày 17 tháng 11 với tổng 14.265 chứng chỉ của cả hai loại. Tổng cộng cả hai giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022 với chứng chỉ Aptis và ngày 17 tháng 11 năm 2022 với chứng chỉ IELTS. Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council Việt Nam đã cấp sai phép 90.481 chứng chỉ, trong đó có 52.564 chứng chỉ IELTS. Liên quan đến vụ nữ du khách tố bị nhân viên cho thuê mô tô nước hành hung dẫn đến thùng màng nhĩ, đang thu sự quan tâm của dư luận những ngày gần đây. Theo thông tin mới nhất, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã cử cán bộ ra Hà Nội làm việc với nữ du khách bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước tự phát đánh khi đi du lịch tại Ninh Thuận. Cụ thể, ngày 11 tháng 5, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về vụ nữ du khách Nguyễn Diệu Linh ngụ tại Hà Nội tố cáo bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước tấn công dẫn đến thủng màng nhĩ tại Bái Kinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Bình Thuận. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo sở đã phối hợp cùng huyện Ninh Hải và đơn vị liên quan làm việc với đại diện quản lý khách sạn Casamaya. Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập Phạm Đình Dương, Ngụ tại Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Cánh Hòa, nhân viên đội cho thuê mô tô nước tự phát tại bờ biển Bái Kinh cùng một số người liên quan để xác minh sự việc. Sở cũng đã liên hệ thăm hỏi động viên và có thư xin lỗi đến chị Linh, đồng thời cơ quan này đề nghị chỉ phối hợp với công an huyện Ninh Hải để xử lý vụ việc. Ngày 7 tháng 5, công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Hiện công an huyện Ninh Hải thụ lý vụ việc theo thủ tục tiếp nhận giải quyết tin báo tố xác tội phạm cơ quan này đã làm thủ tục trưng cầu Viện Pháp Y Trung ương giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý sớm nhất. Trước đó, sáng mùng 5 tháng 5, tài khoản mạng xã hội của nữ du khách Nguyễn Diệu Linh đăng clip lên Facebook với nội dung phản ánh chị bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước hành hung trong khu du lịch Bái Kinh Ninh Thuận. Khi về đến Hà Nội, chị Linh đi khám và phát hiện có máu đông ở tai. Bác sĩ kết luận chị bị thủng màng nhĩ tay trái. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Hồ nước trong vắt như được treo trên vách hang, cao hơn hệ thống sông ngầm khoảng 15 km vừa được phát hiện trong nhánh phụ của hang thung, vườn quốc gia phong nha kẻ bàng. Theo đó, nhóm khảo sát của công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss có địa chỉ tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, vừa phát hiện một hồ nước bí ẩn trong một nhánh phụ của hang thung thuộc hệ thống hang động ở hang thòng. Hồ nước này nằm cách cửa hang khoảng 1 km, có diện tích bề mặt khoảng 100 m vuông, bao quanh hồ là các cột thạch nhũ đá. Điều đặc biệt, Hồ nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng 15 m nên nhìn như được treo trên vách hang. Vì chưa đủ thiết bị lặn nên nhóm khảo sát hiện chưa đo được chiều sâu của hồ, đồng thời cũng chưa tìm thấy được nguồn nước đổ về đây. Do vị trí độc đáo của hồ nước nên nhóm khảo sát tạm đặt tên là hồ Lơ Lửng. Sáng 11 tháng 5, Bảo tàng Hải phòng phối hợp với nhà sưu tập An Biên trưng bày bảo vật quốc gia sưu tập An Biên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ của lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024. Hải Phòng bừng sáng biển di sản là dịp để thành phố Hải Phòng giới thiệu đến đông đảo công chúng, khách tham quan trong nước và quốc tế về ý nghĩa, giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi hiện vật được trưng bày, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Theo đó, Bảo tàng Hải Phòng sẽ phối hợp với ông Trần Đình Thăng, Tổng Thư ký Hội Cổ vật Hải Phòng, để trưng bày 18 bảo vật quốc gia nằm trong bộ sưu tập an biên do ông Thăng sở hữu, bộ kim phẩm bằng vàng bạc trong thánh cung đền nghề và hơn 300 cổ vật quý giá. Việc trưng bày các bảo vật cổ vật được kéo dài đến hết năm 2024, nhân dân du khách có thể đến tham quan tại Bảo tàng Hải Phòng miễn phí. Ngày 11 tháng 5, ngư dân đi ra biển thì phát hiện xác một cá voi rất lớn trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ngay sau đó, nhiều người dân đã đến xem xác cá voi khổng lồ. Ông Trần Thông, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Hùng cho biết, cá voi này đã chết nhiều ngày trên biển và đang trong quá trình phân hủy mạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống hiện trường. Xác cá voi trôi dạt vào bờ ước chừng có chiều dài 6 m, nặng khoảng 4 đến 5 tấn. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân đưa máy múc đất ra đưa xác cá voi vào đất liền để tổ chức chôn cất theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển. Ngày 11 tháng 5, Trung tá Phan Đức Chi, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, thêm một ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển vừa được đưa vào bờ an toàn. Ngư dân được tiếp nhận là anh Nguyễn Văn Quang, thuyền viên của tàu cá QB98768TS, bị gặp nạn chìm tàu trên biển vào đêm 3 tháng 5. Sau khi tiếp nhận, ngư dân Nguyễn Văn Quang đã được lực lượng quân y thăm khám sức khỏe, lấy thông tin và di chuyển về nhà. Hiện vẫn còn 2 trên 14 ngư dân gặp nạn, nhưng may mắn được cứu vớt đưa vào bờ. Dự kiến trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, tàu cá sẽ chở hai ngư dân này về đến đất liền. Về 10 ngư dân hiện đang mất tích, Trung tá Phan Đức Chi thông tin, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực và tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm. Khởi tố 4 người trong vụ tạt sơn ô tô ở Định Công, quận Hoàng Mai cũng trong ngày 11 tháng 5, Công an quận Hoàng Mai Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với 4 đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đây là nhóm đối tượng gây ra vụ tạt sơn ô tô ở phường Định Công gần đây. Trước đó vào dạng sáng ngày 21 tháng 4, tại sân trung cư N14C và CT16, khu đô thị Định Công có 6 ô tô bị tạt sơn phải sơn lại xe. Ngày 3 tháng 5, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ và lần lượt triệu tập bắt giữ 4 đối tượng liên quan trong vụ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai Ngô Xuân Hữu có bãi trông giữ xe tại sân trung cư CT1A. Hữu thấy một số ô tô không hợp đồng gửi xe ở bãi của mình mà chuyển sang bãi trông giữ ở sân trung cư bên cạnh nên muốn dàn mặt các chủ xe. Từ 18 giờ ngày 11 tháng 5, Ban tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 mở cửa đón đại biểu và nhân dân tham dự khai mạc tại quảng trường trung tâm chính trị, hành chính, Bắc Sông Cấm, có sức chứa lên đến 18.000 người với chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản. Đang chú ý tại sự kiện này, đại diện UNESCO trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam. Đây là thành quả của hơn 12 năm nỗ lực chuẩn bị hồ sơ đệ trình cũng như vận động, bảo vệ, gìn giữ của các cấp, các ngành trung ương, thành phố Hải Phòng là minh chứng cho sự liên kết hợp tác giữa hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và sự chung tay của các doanh nghiệp, chính quyền cũng như người dân huyện đảo Cát Hải. Vinh dự này được đặt ra trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong việc bảo tồn, phát huy tốt giá trị di sản thiên nhiên thế giới. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cùng một số đài truyền hình các tỉnh thành phố. Kết thúc chương trình sẽ là màn pháo hoa tầm cao và tầm thấp kéo dài 15 phút. Chương trình được dàn dựng với yêu cầu chất lượng nghệ thuật cao cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 được tổ chức với quy mô lớn nhất. Địa điểm tổ chức chương trình được chuyển sang khu trung tâm hành chính chính trị mới cũng đã tạo nhiều cơ hội cho đông đảo người dân và du khách đến tham dự trực tiếp. Được tổ chức gắn với kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5 1955 13 tháng 5 2024 và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản là dịp để quảng bá sâu rộng hơn nữa hình ảnh thành phố đến du khách trong và ngoài nước. Chương trình nghệ thuật mang chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản diễn ra trong khoảng 1,5 tiếng, gồm 3 trường đoạn nghệ thuật thể hiện quá khứ lịch sử hào hùng, miền đất và con người Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử văn hóa về quần đảo Cát Bà, kho báu thiên nhiên trên biển với những giá trị hết sức to lớn cùng những khát vọng phát triển mạnh mẽ đang mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho thành phố Cảng. Bà Hoàng Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, sân khấu chương trình được lấy cảm hứng từ hình tượng bông hoa phượng bừng nở, tạo cảm quan thưởng ngoạn ở nhiều góc độ khác nhau về một Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ, ngập tràn sức sống với những dấu ấn và thành tiệu quan trọng trên suốt hành trình xây dựng phát triển thành phố đêm hội chưa từng có của ánh sáng thì ca sẽ mang đến cho khán giả và du khách những ấn tượng cảm nhận đặc biệt không thể phai mờ về miền đất nơi cửa biển tươi đẹp giàu bản sắc văn hóa thân thiện và mến khách chương trình được giàn dựng với yêu cầu chất lượng nghệ thuật cao với sự tham gia của các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu việt nam và thành phố gồm giàn nhạc dân tộc việt nam giàn kèn đồng trung ương nghệ sĩ nhân dân khánh hòa nghệ sĩ nhân dân thanh lam các ca sĩ thu phương tùng dương phương linh phạm thu hà isaac hòa Minh di eric nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, đoàn mũ HT, vũ đoàn Mai Trắng, câu lạc bộ thiếu nhi sao tuổi thơ cùng gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên. Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5, Cục Hàng không đã thực hiện kiểm tra bán vé, niêm yết giá vé đối với 4 hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Việt Travel Airlines và 6 đại lý bán vé máy bay của các hãng gồm hai đại lý bán vé của mỗi hãng Việt Nam Airlines, Vietjet và một đại lý của mỗi hãng Bamboo Airways và Viettravel Travel Airlines từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 4 tháng 5 năm 2024. Nhà chức trách hàng không tập trung kiểm tra hệ thống cơ cấu, tổ chức, quản lý, phân cấp, ủy quyền, trách nhiệm, thẩm quyền của từng bộ phận cá nhân trong hoạt động bán vé máy bay. Các văn bản nội bộ đã ban hành để triển khai hoạt động bán vé máy bay. Việc thực hiện bán vé máy bay nội địa theo khung giá, công tác xây dựng, kê khai, niêm yết giá vé máy bay. Cục hàng không còn ra soát tình hình bán vé máy bay của hãng hàng không, đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, chính sách về giá vé máy bay cho giai đoạn cao điểm hè năm 2024. Qua kiểm tra, nhà chức trách hàng không đánh giá, các hãng hàng không đều thực hiện việc kê khai giá theo khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách do Bộ Giao thông Vận tải quy định. Trên cơ sở khung giá vận chuyển hành khách nội địa, mỗi hãng hàng không sẽ có các mức giá khác nhau, và các mức giá này không vượt mức tối đa theo quy định. Các hãng đã thực hiện niêm yết giá vé đầy đủ, bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, phụ thu quản trị hệ thống, phụ thu dịch vụ hệ thống, phụ thu dịch vụ tiện ích, phụ thu dịch vụ đặt vé nếu có, các khoản thu hộ, dịch vụ phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh hành khách, hành lý và thuế VAT. Đối với các vé được bán trực tiếp tại phòng vé, các hãng đều thu thêm một khoản phí khoảng 50.000 đồng và khoản này không áp dụng khi khách mua trực tuyến trên trang web, ứng dụng điện thoại chính thức của hãng hoặc các kênh bán vé máy bay trực tuyến chính thức khác. Ngoài ra các khoản phụ thu dịch vụ tăng thêm không bắt buộc, tùy theo nhu cầu của hành khách, chọn chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi, chọn suất ăn, bảo hiểm du lịch cũng được các hãng niêm yết công khai trên website chính thức của các hãng. Về thực tế mức giá vé máy bay bán ra giai đoạn từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng 4 so sánh với cùng kỳ năm 2023, các mức giá vé hạng phổ thông trên cơ bản các đường bay nội địa của các hãng về cơ bản có sự gia tăng. Trong đó với 3 đường bay trục gồm Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, giá vé trung bình của các hãng có mức tăng lần lượt: Vietnam Airlines 19,9%, 28,4% và 14,9%; Vietjet Air 17,9%, 39,9% và 27,0%; Bamboo Airways 2,1%, 24,4% và 22,5%. Việt Travel Airlines 10,2%, 17,7% và 18,6%. Đến đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.